Rồi, chào mọi người quay lại với kênh của em. Nam giới thiệu ít đồ lên ít đồ ha. Rồi. Số điện thoại liên hệ ở bên cái shop em là 0334830843. Mọi người gọi điện thoại cho em hoặc là nhắn tin để chốt hàng. Đơn 300 ngàn trở lên chuyển khoản em miễn phí vận chuyển ha. Hôm nay video 12 tháng 7. Đây có hai cái chó đèn kẹp vô bàn nè. Có cái ben cái cốc đạp nè, cốc đạp xe điện. Đây cốc đạp xe điện ha. Chưa sử dụng luôn. Rất là đẹp. Rồi. Đây đầu tiên một cái van vòi, cái van nước của Nhật ha, hãng KVK, hàng nội địa của Nhật. Cái van này là mình để mình bắt bắt ống nước mềm ha, ống nước mềm. Đây là mình vô nguồn nước chính nè, bắt vô sát vô tường. Này nó sẽ ống nước mềm sẽ đi xuống đất ha, nó hồng xuống á, để mình sử dụng bên ngoài, mình tưới cây hay là bất kỳ làm gì ha, thì nó ra ống nước này, nó chuyên dụng ra ống nước mềm. Hoặc là bác muốn chuyển qua ống khác thì mình vặn cái ren này ra. Đây đây là cái ren 21 không dụng ha, ren 21 hết nha, ren này 21 luôn nè, không dụng. Đó, van kính ok bằng đồng đúc ha của Nhật. Này nó vô ống là 16 nè. Đó. Dạng đuôi chuột á, ống mềm á mình đúc vô là mình xài thôi. Kỹ thì hắt cái cổ dê lần nữa là xong. Rồi, mã 21 250 ngàn. Rồi, một cái cân treo của Nhật. Của hãng là Senko. Đây Senko 20 kg nha, cân này cân câu cá đồ ok lắm, mang theo rất là tiện nha. Nè nó trong bàn tay bằng găng tay thôi, rất là nhẹ, nó bằng nhôm ha, nhôm nên rất là nhẹ, cân độ chính xác rất là cao luôn, là so của Nhật này hả, mới tinh ha, không bị gì nè. 20 kg nè, này điều chỉnh được nha, móc nè còn đẹp ha, như mới luôn, đẹp. Đây cần thử cái này nè, cái này là nó khoảng 3,7 kg. Ba nè, này cái chính xác luôn ha, 3,7 kg nè. Rồi cân treo mã số 12 400 ngàn, con kìm ray grip của Mỹ ha, hãng IR ha, Win ray grip size nhỏ xíu à, size này xe số 5 nha mọi người. Xe số 5. Hoạt động hoàn chỉnh, đẹp. Này nó khác rất là nhiều cái hiệu này nè, cái ký tự. Cái chữ nè, dưới cái cán này cũng có chữ luôn. Đít cũng có chữ nè. Đít có chuôi lục giác. Vài đít ha. Đây gần cỏ là đẹp ha, đẹp nha, tuyển đẹp không. Rồi rất là nhỏ gọn luôn. Size số 5 á, là 5 inch á, là 10 14 cm thôi. 450 ngàn mã 16.
một sợi dây treo đồ nha, của Nhật mới chưa sử dụng luôn. Này của Nhật mới nha, treo Nhật chưa sử dụng. Nó đủ bộ nó luôn nè mọi người. Đấy. Này để treo ví dụ mình treo máy khoan pin rồi đó. Mình làm nó rơi xuống nó còn dính lại ha, nè. Trong nó dây cáp hơi chắc. Chịu được mấy ký á. Cỡ 4 5 ký trở lại mình treo được ha. Đây cái này cũng là treo nè. Ví dụ như cái cờ lê ha. Ví dụ cái móc này. Nè, mình treo nó mình luồn vô. Rồi mình sẽ tiến hành móc vô cái móc này. Rồi cái bộ dây này mã số 3 150 nha. Bộ dây treo đồ Nhật, hai con ổ khóa 250. Một ổ này là ổ đồng của Alpha ha. Alpha của Nhật mấy thì sẽ bằng. Còn một chìa nè, chìa đi nè. Ổ khóa đồng full bằng đồng luôn. Này nó bằng đồng luôn rồi, full bằng đồng luôn ha, không có hít gì hết. Xài ngoài trời mưa rất là sướng luôn. Khóa ngoài cái cửa ngoài trời á. Xài hả, tháng này qua tháng kia không bị rít nha mọi người. Không có rít, không có sét. Rồi cái này là một cái ổ khóa số ha. Cái miếng trên đây không biết nó khóa cái gì, không biết. À, bác nào biết xài xài ha. Nó là cái dụng cụ để khóa luôn á. Ví dụ mình vô cái ô này nè, số 2 nè, nó sẽ bành cái này ra nè, thấy chưa? Đó. Còn buông ra nó mở nè. Khóa nè. Nó có thể vô ô số 3 luôn nè, thấy chưa? Bự hơn xíu nữa. Rồi còn cái này là cái khóa số. Khóa số ha, nó đang mặc định là không nha mọi người. Không nha, nè, không mở ra được. Còn để em đổi thử có được không nha. Này như là đổi được nè. Đây. Đổi là mọi người sẽ nhấn xuống. Đây nó có hai cái nút nhấn nè. Em hướng dẫn cho mọi người đổi luôn nè. Nó nhấn bên hông nè, cho hai khía nha, quay qua phía bên hông, nhận nó xuống, nhận mạnh xuống rồi quay nó qua, quay quặt nó qua một cái. Rồi giờ mình đổi nè, một nè, hai ba đi, nó một hai ba ha. Rồi trở lại là giờ 1 2 3 rồi nè, ổ khóa đang mở nè, là nó sẽ là số 1 2 3. Đó, 1, 2, 3 mở được nè. Bước xuống rồi, khóa thử rồi, khóa nè. Dạ, không mở được. Rồi, mở lại. 1, 2, 3. Ok. Đó, cái ổ khóa số và cái ổ khóa này ha. Hai món này là 250, mã số 4 nha mọi người. Rồi, số 5. Một cái máy mài khuôn, máy của Nhật, hãng Lautet ha, hãng này quá nổi tiếng luôn. Lautet điện 100V nha, 100V 0.7A, 65W. Hãng này xài thì bền thiên hưu luôn nè. Nó sản xuất cái máy này rất là chất, chất lượng. Mà mọi người coi nè, không có gơ lắc một xíu nào luôn. Cái đầu nó là nó đã cân bằng động nè, nó phay lỗ nó cân bằng nè, không có bị rung lắc, rất là chuẩn cái đó và nó bền lắm. Đầu này kẹp mũi là 5 mm trở xuống nha, nè 5 mm đầu quay nhẹ nhàng, có tặng cho bác cái đầu này luôn, zin luôn đó nè, mở dự y luôn nha. Đóng lại nè, zin nó là nó lọt cái này vừa nè, rồi mở được nè, thấy chưa?
dây điện nguyên zin ha, đẹp, hàng còn dày luôn. Đây điện 100V nè. Em giờ không rung gì hết. Cái máy này là nó bằng phíp nha mọi người ha, nó bằng phíp cách điện ha, nó là an toàn. À, nó bằng phíp nguyên cái vỏ luôn. Dây điện khá là to luôn nè. Rồi, bộ máy này 600 ngàn, mã số 5 nha. Một con mắt kính của Nhật, hãng Smart ha, hãng Mắt, mắt kính bảo hộ của Nhật, hãng Mắt. Cái mới tin chưa xài nha mọi người. Nào. Chưa sử dụng. Rất là trong luôn nè, trong veo. Quá. Rồi, kính bảo hộ của Mát nè. Mã số 2 nha, 300 ngàn. Một cái đầu chuyển chuyên cho máy máy khoan hành máy bắn vít ha, chuyển từ máy khoan hành máy bắn vít, bắn vít trượt mũi vít để mình bắn gỗ bắn đồ này cần kia ha. Mũi này mình có thể thay ha, nếu mà nó bị hư mình thay, giờ nó còn đang tốt. Đây nó có thể điều chỉnh được nhiều cấp độ nha mọi người, này mình vặn cái này nè, mình điều chỉnh cấp độ nó. Còn này mình kẹp vô máy khoan ha, là hành một cái máy bắn vít hiệu của Nhật nha. Rồi này mã 9 300 ngàn. Đây bác nào xài máy mài khuôn, có viên đá máy mài khuôn nha. Đây viên đá nè. Này có hai kiểu ha. Một loại 3 ly, loại 6 ly. Loại này 36 ly nè. Máy điện sẽ băng nha mọi người. Sao ba nè. Của hãng FSK, Made in Japan nè. Đá mới chưa sử dụng 6 ly nè, cốt 6 ly. Này nó đầu dù ha. À, giống như dù. Đó. 100 ngàn, viên đá này 100 ngàn mà số 7 nha. Rồi có hai viên này cốt 6 ly. 6 ly thì nè, Martin sẽ băng luôn. Sẽ băng sản xuất nha. Đó cũng chưa sử dụng nha, đá này mới nè. Cốt này 3 ly. Cốt 3 ly hai cái nè. À, cái đá cốt 3 ly, cái bác mài sắt đồ rất là sướng luôn nha. Cái này làm lạnh làm nguội á, mình mài sắt đồ dũa lại. Gắn vô máy mài khuôn á. Này hai cái nè. 100 ngàn mọi người, mã số 8. Cái này thì mã 7, 100 ngàn luôn, mà cốc 6 ly nha, to hơn. Rồi có hai móc inox. Đây hai cái full inox nha mọi người, inox ha. Ủa thằng này nó ngộ đó, nó khúc trên cán nó lại bằng inox nha, khúc dưới lại thép nha. Đây đây cái cán inox nha mọi người, trên là thép, nhưng thép thép không rỉ ha. Này để cào đồ nha, cào đồ được nè. Còn này là cái tăng đơ, cái tăng đơ 50kg nha, chịu lực được 50kg của Nhật. Đó. Hai món 200 ngàn, mã số 17 nha. Một cái cào để cào rễ, cào đồ đất luôn. Một cái ép tỏi,
mã 13, 150 ngàn. Đây một cái tỏi của Nhật made in Japan ha. Này, dòng này ép rất là sướng luôn. Tỏi. Rất là ép rất là nhanh. Bỏ tỏi vô là ép thế rồi ra liền. 150 ngàn, mã số 13. Một con sủi mới chưa sử dụng luôn. À, con sủi này bác nào làm máy nè, sủi gòn rất là sướng luôn nha, của Nhật nè, nội địa của Nhật. 36 ml là cái bảng này nè, 36 ml. Đây. Nó bằng thép nè, bằng thép rất là bén nha. Mới nó bén sướng lắm nè. Sủi là ăn liền ha. Đó. Bán cực kỳ luôn mọi người. Mới chưa sử dụng ha, rất là sướng. Rồi, mới ra băng luôn ha. Một cái sủi mã số 20, 200 ngàn. Kèm cái kèm vặn ốc tuôn nè, vặn ốc tuôn ốc gãy đồ, rất là bám luôn, găng nó là thiết kế rất là bám, nhiều kiểu nhiều cái hướng để mình sử dụng. Anh ha, cho băng mất tiền cho băng rất là đẹp, nhiều mới. Mã 15 200 ngàn, 15 200. Rồi một con kéo cắt cành của Nhật, thép đúc ha, cán đúc. Con này kéo tỉa tàn nha mọi người, tỉa tàn đó. Nguyên zin ha, này để zin, để zin là nó cái mũi nó mẻ xíu nè, em vẫn để zin nha mọi người. Các bác về sửa hoặc là để về xài cũng được, không sao, tại vì mình kéo này là tỉa tàn, bản thân nó là tỉa tàn chứ không phải là tỉa chi tiết, cho nên mình tỉa tàn mình tỉa cái tàn nó nhiều nha, không cần cái mũi chi tiết lắm, nên mình để zin xài. Nhìn nó còn ok ha, không gây lắc. Có cái bao để đựng luôn, mình có thể đeo lên cái thắt lưng. Nè, chiều dài cái kéo này là nó khoảng 27 cm thôi. Rồi mã số 10, 1 triệu mốt bộ kéo này nha. Rồi về một con càng harmonica của Đức, sản xuất nhà máy tin Germany của hãng Honey, Honey của Đức ha, Honey made in Germany, chuyên sản xuất nhạc cụ harmonica nè, nó hãng này nè, full hộp luôn, còn hộp luôn nha, tình trạng còn đẹp, xài lướt. Rất là bóng bẩy luôn, quá đẹp. Bác sưu tầm hoặc sử dụng không? Dòng này là nó 10 số không? 10 10 lỗ. Rất nhỏ gọn, bỏ túi mình đi mang đi du lịch chơi cũng được ha. 650 nha, mã số 1 nha mọi người, 650. Một con bơm bánh xe nè. Bác nào hỏi em bơm bánh xe của Panasonic nè. Bơm xe nè. Panasonic nè ha. Vỏ nhôm ha. Vỏ nhôm toàn bộ rất là nhẹ nha mọi người. Đầy đủ phụ kiện nha. Này nó chưa sử dụng. Trong đây nó còn cái mấy cái phụ kiện để bơm bánh xe luôn nè. Bơm xe đạp, bơm banh, bơm phao rồi. Panaraxer ha, của hàng Panasonic. Hãng của Nhật nè. Chuyên thiết kế để bơm bánh xe đạp ha. Có đầu treo bên xe luôn nha, nè cái này mình tăng chỉnh mình bắt vô cái sườn xe luôn này để bơm xe đạp nè, này bơm xe máy nè ha, bơm xe máy ok nha mọi người,
Còn đây cái vòi gì nhỏ nữa nè, không biết bơm gì nữa. Đây mở ra, hơi rất mạnh luôn nha. Rất căng hơi luôn nha. Đây cái chân đạp nữa, chân để đạp dần lại mình bơm. Quá đẹp. Cái bơm này dài 33 cm ha, mã số 14, 750.000 à. Đây có một cái mani này cực kỳ độc luôn, mani này bao độc luôn, nó có thể xoay 360 độ và nó bằng là inox full 100% luôn rồi nè, inox full luôn nha, nguyên cục inox, nó nặng khoảng 3,7 kg. Đây của hãng Cordaver ha, Cordaver phi 22. Như cái này nó đo phi này đó, đó đúng rồi, 22 mm ha. Tải là 3.200 kg nha mọi người nè. Sức tải của nó nè, 3.200 kg, Made in Japan sản xuất. Tiêu chuẩn là Mỹ, Canada. Này, tiêu chuẩn Mỹ luôn ha, nó xuất kêu Mỹ, nó xài bên Mỹ á. Nhật. Này, inox là 304. Cái này có thể tháo ra nha mọi người. Mấy cái bát này mình có thể tháo ra. Này. Đây đầu tiên là em cho mọi người xem là nó có thể xoay nè. Xoay các hướng luôn. Lắc léo xoay các kiểu không bị ấy. Chưa. Xoay 360 độ. Ốc này thì mình có thể tháo ra nè. Này còn ốc nữa nè, ốc lục giác nè, nó to. Này cái cốt. Đây cái cốt khổng lồ luôn. Này phi 22 mà cái cốt này bự hơn chắc phi 30 luôn mọi người nè. Yeah. Này 22 mm nè. Đó, full inox hết. Rồi. Cái này mã số 6 nha, 900.000 nha mọi người. Tại kích thước nó là cái khoảng không để móc vô có thể là tới 6 phân rưỡi nha mọi người. Bề ngang là khoảng 5 phân ha. Đường kính là 22 mm. Đây một cái ben đạp của Nhật mới chưa sử dụng. Cái ben đạp nè, Osaka nè, Denki. Xài điện 220V nha mọi người, 250V VA nè, 6A, 6A. Có gòn chống nước các kiểu nè. Đây, đạp đây. Nè, rất là nhạy nha. Vỏ là bằng nhôm ha, vỏ nhôm nguyên nó chắc chắn. Quá đẹp, đây là nguyên zin chưa sử dụng nha, nè còn bọc cái đầu luôn. Dây điện nguyên zin chưa sử dụng. Đây nó ra hai dây nha mọi người, ra dây hai lỗ nè. Đó, dây nó dày nè. Bác nào này thì dắt này không dụng rồi, bác làm máy biết cái dắt này hả? Hoặc là muốn xài ấy thì cắt ra tùy ý xài ha. Mitsubishi hãng dây điện. Ủa dây này rất là dẻo nha. Dây này mới dẻo bon. Đây cọng dây này dài khoảng đến đo nữa.
ướp chừng nó khoảng chắc hơn 2,5 m mọi người, hơn 2,5 m ha, gần 3 m đó. Rồi một cái cốc đạp rất là đẹp, mới về vô máy à, hết ý luôn nha, có máy nào vip vip vô máy. Rồi mã 22 nè, 850.000 cái cốc đạp này mọi người, kích thước nè 20, chiều cao 10 12. Rồi hai chá đèn, hai cái chá đèn đây mọi người, chá đèn này kẹp bàn nha, đây chá đèn kẹp bàn nha mọi người. À, chá đèn kẹp bàn nè, để em kẹp vô đỡ cái này đi đó. Đây hình dung mình tưởng tượng là kẹp vô cái bàn nó vậy ha, kẹp bàn nó sẽ dày hơn và nó chắc hơn nha mọi người, cái này nó mỏng quá, bàn nó phải dày lên nó mới cứng. Đây nó dày như vậy nè, đó, nó chắc hơn đó, giờ chắc. À, kẹp đỡ đây đi đó. Rồi dây điện nè, nó công tắc nè, đó đèn nè, thử điện nha, điện này là 100V nha mọi người, 100V này là em xài điện 100V, điện zin, bóng zin ở trong đây, chá đèn để kẹp bàn, đèn bàn á. Để xuống đèn cái cho nó thấy cho nó rõ đẹp đó. Cái con này là bóng vàng ha, bóng nó vàng, bóng nó vàng, ánh sáng vàng nè mọi người. Ánh sáng nó là ánh sáng vàng ha, chưa nó tỏ ra cũng khá là to đó nè. Ở đây là cao lên 1 m nè, tỏ ra khoảng cao lên 1 m, tỏ ra cỡ 2 m đó. Bán kính sáng nữa mà ánh sáng nó là vàng ha, vàng gạch, vàng giống như vàng nắng đó. Nè công tắc on off ha, đó. Rồi cái con vàng này là mã 18 nha, 650 mã 18. Rồi để em thử cái con, cái con này như ánh sáng trắng nè, trắng thì nó sáng hơn, nó sáng hơn ha. Đó con này ánh sáng trắng nè mọi người, nó sáng hơn nha. Ánh sáng trắng ha, bóng zin nó là trắng ha, zin 100V. Nói zin nó là ánh sáng trắng ha. Đó cái con ánh sáng vàng nè là mã 18, 650. Cái con này là 600.000, tại vì cái dây nó là mọi người, cái dây nó bị dập, bóng rồi thì đẹp nè, bóng đẹp y nhau mà dây nó dập cái chỗ này nè, bán nó rẻ hơn ha, nó dập nè, rẻ hơn 50.000 nè, nó dập mấy chỗ dây nè, bán về hai dây vô, dây này dây thường hả, dây bình thường mình ai dùng được nè, mở ống này ra cái hai dây vô dễ lắm, bán về từ hai ha. Đó là em bớt 600.000 mã 19 ha, ánh sáng trắng, nó là 100V 40W nha. Này con này mã 18, 650, dây đồ thì đẹp, ánh sáng vàng, 40W luôn. Rồi rồi em nhắc lại ha, con vàng là mã 18 nè, 650,
Ống trắng là mã 19 600. Đó. Cái này cái chó nó rộng khoảng 10 phân rưỡi nha, bằng nhau. Chiều cao nè. Cao độ khoảng 35 ha. Bằng kim loại nha mọi người, cái này bằng kim loại. Bằng thiết ha, bằng nhôm, à, bằng sắt nha. Sơn trắng đẹp nha. Rồi cuối cùng là một con mái hơi. À, con mái này bác chơi ạt bết đồ ngon nè. Nó tiện lắm, nó có bánh xe đẩy nha. Zin nó luôn, nó có bánh xe nha mọi người. À, bác coi có bánh xe nè. Có bốn cái bánh xe đẩy luôn luôn nha. Mái khá là nặng, mười mấy ký á. 15 ký gì đó. Cỡ đó đó. Mà nó lên bánh xe rồi đẩy rất là ok luôn nha. Bánh zin đó nè. Có bình hơi nha, con này có bình hơi nè, hai bình hơi nè, bình này không biết bao nhiêu lít nữa, bơm rồi ok ha, lên hơi ok, tắt on off. Để bác xài này nó lên khoảng 7 ký nó ngưng thôi mọi người, 7 ký trở xuống, 5 ký nó chạy, 7 ký nó ngưng ha. Điện là 100 V, có dây nguyên viên của nó nè. Dây luôn nè. Đầu rắc là tự động nhanh ha. Đây nhanh tự động rồi mọi người. Tự động là sao? Là mình cắm vô cái nó vô. Rút ra chỉ cần một tay. Nhấn vô. Rồi, máy chạy là hoàn hảo ha. À. Nó đang đầy hơi, nó ngắt rồi nè. Xịt cho nó chạy là đó, chạy. Bác đợi xíu nó ngắt ha. Này phù hợp mình xịt sơn rồi ha, xịt sơn loại ạt bết. Ạt bết. Con này là motor nó là 240W nha, nó ghi ở thông số đây nè. 240W. 15 kg. Đó, ngắt hơi ok ha. Từ nó ngắt rồi. Dây điện là nguyên zin hết à. Nguyên zin dây điện luôn nè. Ống hơi zin của nó luôn. Con này mã nó là mã số 11 cho mọi người. 2.600.000 à. 2.600.000. Cái này có cái cây này không biết làm gì. Đó, nghiêng xuống. Bác coi cái cây này cây gì nè. Biết nó treo đồ, treo dây điện, treo gì ha, treo súng hơi đồ. Nó mở ốc ra được ha. Này là em, nếu mà bác là mua em xếp thì em mở ốc ra để mình gói cho nó dễ. Mở ốc ra, gói cái cây ngang lại. Rồi. Em kết thúc video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ha.